Bữa nay đi làm, chào các bạn nha. Đi làm mình bắt thêm mấy con rắn khách hàng đặt nha các bạn. Họ đặt về ra nuôi á. Mình đi làm mình bắt thêm, kiếm thêm thu nhập. Cả đêm này đi gặp được con hổ đất nâu nè. Hổ đất nâu đã chơi mà cũng ít nha. Mình có chuẩn bị cái bao nè. Bắt thì bỏ vô. Con tay các bạn ơi. Vừa bắt vừa quay vừa déo vừa nói chuyện. Con này bây giờ đụng vô nó chạy nè. Đó, phóng. Đó, phóng. Đâu rồi? Mắt dấu là mắt cười lắm ngang. Mắt tiêu luôn. Cả đêm kiếm được con này mắt tiêu luôn trời. Hay vậy? Ở à, đây, 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 đây. Nó nằm yên mình cũng thấy nha. Cầm chắc cú ra. Đây nè. Nó nằm vòng vòng đó mà kiếm không thấy. Mình bỏ bao. Bắt thêm vài con nữa. Một tay quay không rõ các bạn. Và đất nâu nha. Ý diễn ra. Nhanh quá. Giờ mình bỏ vô bao để gửi cho khách, sáng gửi cho khách họ đặt cắn á, y da y dự kiến cắn này mà có nhiều người sợ các bạn. Con này là có 4 con anh luôn nha, 4 con anh rõ ràng luôn mà nhỏ xíu à, nói chung là như rắn ê, y kiến cắn thôi. Làm cả đêm mới gặp con này, có bữa thì gặp rất nhiều lộ nha. Rồi kiếm thêm mấy con nữa nè. Cao thêm khúc nữa, giờ gặp thêm con nữa các bạn. Hổ đất nâu nha, loại này nhiều. Đêm thì mình gặp quá trời, đêm không gặp con nào. Nó cắn mà, thấy chưa? Ê, nè, thấy các bạn thấy tại đá không? Nanh nó thì bữa nào mình review kỹ lại cho các bạn xem cái nanh của nó. Con này thì về họ chơi thì mình cầm vuốt ve nhiều thì đỡ dùng dằn đỡ chạy các bạn. Thấy chưa? Cắn máu lắm chứ. Đầu tam giác mà hoàng. Con này nó cắn nó thì kiến lửa, kiến vàng nó cắn nó còn đau hơn, kiến riện nó cắn đau hơn. Nhưng vì nó là con rắn là người ta sợ thôi các bạn. Chứ thật sự con này cắn nó không đau miếng nào luôn. Rồi. Bây giờ bỏ vô bao đó. Tắt vô déo bỏ vô bao. Hai con nó hai rồi. Đây còn mới rụp luôn. Chỗ này hơn đó nha. Buổi đêm đi cào bắt được 2 con hổ đất nâu nha các bạn. Giờ mình bỏ vô trong cái thùng này. Hai con hổ đất nâu mà trong cái thùng này mình có một con hổ đất nâu rồi. Với là con một con leo cây nhưng mà sáng vô nên nó sảy mất rồi. Mình mới thấy rồi kia đến chút mình đi bắt luôn. Nó chèo cây nó sống mất rồi. Hai con các bạn. Có đêm gặp nhiều đêm không nè. Quanh tròn nhìn đẹp không? Đó. Đó con đây con nè. Giờ mình bắt mình bỏ vô cái thùng này sẵn mình để đây. Chút mình dỡ ra các bạn xem luôn. Để mình mở cái thùng ra đây cho các bạn xem luôn. Đây. Đó, đèn con ở đất nâu nè. Bỏ vô thùng sẵn nè, đây con liu điu nè. Đó chưa? Rồi. Giờ bắt 2 con đó mình bỏ vô đây. Rồi chúc mình ra bắt leo cây nha. Leo cây nó mới sảy đêm.
bắt này đi, rồi một chút trưa mình đi làm về rồi mình gửi cho người ta. Đó bạn, một con thôi. Con bỏ lâu thì nó hiền nó đỡ, còn con mà mới về là nó còn nhát á, bung nó chạy ghê lắm. Đi làm đêm mình cầm theo cái bao này nè, mình gặp mình bắt luôn. Mấy loại này thì nhiều nha, hồ đất nâu nhiều, mấy loại kia đẹp hơn mà ít gặp hơn. Giờ tạm thời bỏ ở đây đi, rồi chút rồi mình đi để bắt con kia. Là ba con nè, đây con đất nâu nè, thấy không? Con này liều điêu nha, con mới bỏ vô nè. Đó đây con nữa, ba con rồi. Mình chút chưa, mình gửi cho khách hai khách hàng mới, khách hàng hai con hồ đất nâu một con kia, mỗi khách là hai con á. Giờ đi bắt con kia. Nó sổng nó ra đây nằm nè các bạn, leo cây bảo bi nha. Nó quay gần này cho các bạn xem thấy không. Giờ anh bắt lại anh bỏ vô thùng. Nằm im ru luôn. Chạy mất rồi. Trời ơi, tại mình vừa cầm máy quay vừa bắt nha. Vậy để mình đi kiếm lại đi. Rồi con đó rồi mình đi mình chụp hộp cái nó sảy nó đi đâu mất tiêu rồi, để trưa về mình kiếm lại nha. Còn ba con này để đây để mình mai trưa mình gửi cho khách. Nè. Chưa là mình gửi cho khách, còn con khi mình vừa quay vừa chụp nó chảy mình kiếm nãy giờ không ra, để chưa về kiếm lại. Kiếm nãy giờ 15 phút giờ nó có lại nha các bạn, bọn nó cậy lại. Giờ mình phải canh mình chụp cho kỹ chứ không thôi nó sống mất. Nằm đó không ai nè, thấy chưa? Đó rồi giờ mình bắt lại nha. Giờ đưa cho người khác quay rồi mình chụp. Dính luôn, làm liền nhanh chứ con nó sống. Leo cây bao bi các bạn. Con này nó quẩy hơi quẩy dữ luôn á. Bắt đưa cho khách. Ok, tắt. Bấm đứng, bấm dừng, bấm dừng. Bốn con y chang luôn. Hai con mỗi cho hai khách, bốn con hai khách. Ai da. Con này nó bá lanh nha, leo cây babi con nhỏ. Ấy da nó cắn rồi nè. Sướng không? Cắn không bằng kiến đâu các bạn. Kiến cắn đau hơn, kiến lửa nó cắn đau hơn nhiều, nhưng mà con này là tại vì nó là rắn người ta sợ hơn. Rồi. Đủ bốn con, này là hồ đất nâu các bạn. Rồi trưa mình gửi cho khách. Hiện tại bây giờ mình đã làm xong mấy chai nè, đục lỗ để mình bỏ rắn rồi mình gửi đi nha các bạn. Giờ làm xong rồi, giờ chỉ cần bắt rắn thôi. Không rắn rồi. Đó, giờ mình để mình bắt mình bỏ vô cho các bạn xem. Rồi mình đi làm về bỏ đây bốn con rồi nó ra hai con kia sáng bắt lại giờ ra các bạn. Giờ còn là con này luôn đã tát rồi thấy không, làm giật mình luôn. Hai con đất nâu này nha. Sống mắt này còn leo cây với lại con đất nâu rồi. Trời ơi, đi làm về mưa để hoài mưa ướt hết luôn, quải ghê. Giờ con này còn hai con, giờ bắt bỏ cái chai đóng hộp gửi cho người ta luôn, quải ghê trời. Mua gì mà cứ xảy riết. Không chịu vô này. Anh này thì ngóc đầu phải bị đá luôn nè.
vô con, vô đi đổi chủ mới con. Ngọt, bắt nhẹ nhàng nó không có táp các bạn. Con này nó già hơn, con này già hơn, lên màu đậm hơn nè, đậm hơn con nãy. Con này nó nâu nâu, con này đờ đen hơn. Hai con dùng bình lúc tại một loại, một loại đất nâu hết. Hai con nó sẽ hai kia tiếp cho các bạn ơi. Rồi ok nha, cảm ơn các bạn đã xem nha. Này, hai con màu đất nâu, cái loại này nó dài khúc nhưng mà nó ngóc đầu cao khúc nhiều các bạn, ngóc đầu cao ghê, mình đục lỗ hết rồi, đục lỗ quanh hết rồi, nó thở đây mình gửi đi. Rồi cảm ơn các bạn đã xem nha.